Xin chào toàn thể các bác và anh em đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Và ngày hôm nay thì em Hải rất là vui mừng khi gặp lại các bác và anh em trong một clip của Hiếu Minh Audio. Hôm nay thì em sẽ lên một cấu hình combo karaoke giá bình dân mà chất âm thì thuộc hàng cao cấp để cho các bác và anh em có thể tham khảo. Và combo karaoke ngày hôm nay có tổng trị giá là 25.900.000 và với sự kết hợp của một cặp loa bãi và bộ dàn là bộ dàn thương hiệu hàng mới, hàng nhập khẩu có siêu screen. Thì để cho các bác biết thêm chi tiết về các sản phẩm thì các bác cùng quay vào đây. Bộ dàn cấu hình ngày hôm nay thì em sẽ lên là gồm một cặp loa hàng bãi thương hiệu AD Bass 30 có trị giá là 11.000.000 và một chiếc đẩy 2 kênh 650W của PS Audio trị giá là 4.800.000 và một chiếc vang cơ lai số của thương hiệu PS KX9 Plus trị giá là 2.600.000 và một bộ micro không dây PS KX9 trị giá là 4.000.000 và một chiếc súp Bass 30 súp điện có trị giá là 3.500.000. Và tổng combo karaoke này, khi các bác mua chọn bộ karaoke gia đình này thì em sẽ tặng các bác những phần quà đi kèm, và đây là những quà ưu đãi tốt nhất trên thị trường hiện nay cũng như là phần quà giá trị nhất mà Hiếu Minh Audio đưa ra gửi tới các bác khách hàng. Đó chính là em sẽ tặng các bác và anh em một chiếc quản lý nguồn để bảo vệ tất cả các thiết bị bộ dàn này có trị giá là 1.200.000 của thương hiệu Neck P12 và một bộ pin sạc 4 pin dùng với cái bộ mic PS này được khoảng tầm 6-7 tiếng trị giá là 3.500.000 và một gói là miễn phí ship và setup tại nhà cho khách hàng. Đấy thì gói này thì có trị giá khoảng tầm 1.500.000-2.000.000 quanh khu vực bán kính cửa hàng 30 km và tặng đầy đủ phụ kiện dây dắt, dây quang đầy đủ các bác và anh em nhé. Thì cái cấu hình combo karaoke với cặp loa AD này thì sẽ phù hợp cho các bác và anh em phối ghép trong không gian gia đình khoảng tầm trên 15m² cho tới 30-35m². Ở đây là mẫu các sản phẩm này. Chiếc quản lý nguồn em sẽ tặng kèm này. Các bác có thể tắt bật từng cọc này. Đấy. Nó sẽ tắt bật, nó sẽ không có tiếng nổ trên bộ dàn và nó sẽ bảo vệ các tất cả thiết bị bộ dàn. Bộ mic micro không dây tiếng rất sáng và sạch, bay mic nịnh giọng PS VK9 và một chiếc vang cơ lai số để xử lý tất cả cấu hình bộ dàn này, là chiếc vang cơ phân khúc cao nhất trong phân khúc vang cơ của thương hiệu PS Audio. Đó là chiếc vang cơ KX9 Plus này, đầy đủ các tính năng cổng quang, Bluetooth, USB và có S-Tech của tiếng mic này, reverb này, đó, tiếng rất là hay và echo rất mượt mà, và chống hú thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Em đứng gần em đã thử chiếc vang cơ này rồi mà không phải lo rú rít đâu ạ. Tiếng mic thì cực kỳ hay, sáng, nhạc thì sâu, căn chỉnh rất là dễ dàng. Và một chiếc đẩy 2 kênh 650 của PS Audio trong model TD của thương hiệu PS 650W đánh thoải mái được cặp loa AD kia. Và chiếc súp là súp PS SD 12 Bass 30 súp này, tăng thêm tiếng bass ở trên bộ dàn. Thì tất cả cấu hình bộ dàn này là hàng mới của thương hiệu PS và Neck, thì em sẽ bảo hành các bác và anh em 2 năm và đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Bảo hành 2 năm với tất cả đây sản phẩm hàng mới nhé. Và đặc biệt nhất trên bộ dàn này mà em có thể là tự tin nói rằng cái cấu hình ngày hôm nay em lên ý, có giá trị là 25.900.000, nhưng thực chất để chất âm của bộ dàn này nó phải tương đối và tương ứng với những bộ dàn hàng mới có trị giá khoảng tầm gần 40.000.000 anh nhá, 40.000.000 đó. Hôm nay bộ dàn là lên cho các bác và anh em tham khảo là 25.900.000, nhưng vì đó là có cặp loa bãi AD12 này, ADM12 Bass 30 này thì giá rất tốt. Còn đâu nếu mà so sánh chất âm nó phải ngang với những bộ dàn hàng mới khoảng tầm rơi vào đó khoảng tầm 40.000.000. Em tự tin nói luôn là chất âm có thể so sánh được với những bộ dàn tầm tiền đó. Cặp loa AD này là thương hiệu của Đức và Bass chép thì là nhập khẩu của Italia. Củ từ Bass thì tiếng Bass rất là sâu, thiên về Bass sâu, trung vừa phải và tép thì rất là sáng, tơi. Thiết kế Bass là Bass một chép kèn từ to của Italia và một Bass côn 76
từ 19 cũng của thương hiệu Italia, nhập khẩu trực tiếp của Ý. Thì độ phủ rất là tốt, hát karaoke tiếng bay sáng, không gian khoảng tầm 15 cho tới 35 mét vuông, thoải mái luôn. Một bộ dàn mà giá cực kỳ hấp dẫn các bạn. Mà đây có 25.900.000 thôi, tặng rất nhiều phần quà hấp dẫn. Trong khi đó thì là với kinh nghiệm cá nhân của em thì em lên phối ghép cho các bác một cái cấu hình bộ dàn này nó phù hợp nhất trong cái tầm tiền. Và em tự tin nói rằng là dù nhờ có cặp loa bãi AD-M12 mà chất âm nó sẽ vượt tầm giá, nó sẽ không dừng lại ở khoảng 30 triệu đâu, nó phải so sánh được chất âm với những bộ dàn hơn 30 triệu các bạn. Và bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của cấu hình karaoke trị giá 25.900.000 với đồng bộ của PS Audio và cặp loa bãi AD-M12 Bass 30 này. Xin mời các bác và anh em cùng theo dõi. Chất âm của bộ dàn này nó rất là hay đúng không ạ? Tiếng tí tách sáng và tiếng bass sâu uy lực với chất bass của cặp loa AD cũng như là tiếng sub của chiếc sub PS thì nghe nhạc thì tí tách cũng được và nghe nhạc bolero rất nhẹ nhàng và rất lọt tai, tiếng bass mềm sâu. Thì bây giờ xin mời các bác cùng trải nghiệm một bài karaoke để có thể đánh giá được về chất mic của bộ dàn trị giá 25.900.000 này nhé. Xin mời các bác cùng theo dõi. Bây giờ thì mời các bác cùng thưởng thức một bài karaoke Mưa Trên Cuộc Tình với sự thể hiện của bạn Hùng. Em Hùng, em thử alo một vài câu đi cho bác nghe mic khô. 1 2 3 4 5 6. Đó, các bác có thể thấy là tiếng mic không này thì echo rất là mượt mà, reverb tiếng rất sáng và đặc biệt nhất là tiếng mic của bộ mic không dây PSK VK9 này thì rất là trong, sạch sẽ và bắt mic rất là cao đúng không ạ? Và bây giờ thì mời các bác cùng thưởng thức bài karaoke nhé. Mưa Trên Cuộc Tình. Hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà lắm, lòng mơ mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu ơi mãi mãi yêu nàng, em dù biết vẫn luôn ngừng ngờ, mặc cho anh đêm đêm vẫn mơ cuộc tình đôi ta. Giọt buồn rơi rơi đắng đẽ trên con đường dài,
một mình anh lòng sơ sắng với gió đông về. Giờ tôi hết những giấc mơ dài, mưa còn rơi rớt trên núi sâu. Đành đôi vai em ơi biết chắc tim anh né đôi. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chắc bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau phút giây thầm kia. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi nắng né ngắm mây dần trôi. Mặc cho thời gian hớ hớt xa nhau bay cao. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô cánh rồi. Ta có mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tăng theo giấc mơ, tình bằng mù mai trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn đôi bên. Vừa rồi thì các bác vừa trải nghiệm một bài karaoke đúng không ạ? Tiếng mic các bác có thể đánh giá được là như em vậy. Tiếng mic rất là sáng và bay. Thì tổng combo karaoke này giá cực kỳ hấp dẫn các bạn, có 25.900.000 thôi. Các bác sở hữu cho mình một bộ dàn hàng chính hãng, hàng nhập khẩu thương hiệu của PS Audio, và cấu hình bộ dàn này đều là hàng mới và bóc thùng thôi nhé. Thì sản phẩm này thì em sẽ bảo hành là 2 năm, đổi mới trong 3 tháng. Còn với cặp loa AD hàng bãi này thì Hiếu Minh Audio sẽ cam kết với khách hàng là đã kiểm tra và đây là cặp loa hàng zin xịn 100%, chưa qua sửa chữa. Và lô hàng này thì em nó tự tin nói rằng rất là đẹp, từ ngoại hình cho đến là phần nội thất của cặp loa AD này. Và bên em sẽ bảo hành các bác và anh em 1 năm, bao xin bao xịn, bao zin bao xịn, trọn đời cặp loa này. Tổng combo karaoke có trị giá là 25.900.000. Các bác nào có nhu cầu cũng như là có cần hỗ trợ gì về các sản phẩm âm thanh thì có thể liên hệ qua Hiếu Minh với các số điện thoại online. Cơ sở miền Bắc có số online là 0919182233 và 0869997229. Cơ sở miền Nam có số online là 0982352313. Bên em thì có 2 cơ sở bán lẻ. Ngoài Bắc có trụ sở tại 364 Quang Trung, Hải Đông, Hà Nội. Trong miền Nam có trụ sở tại 48B Cư Xá Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, nằm trên quốc lộ 22 và cách bến xe Sương khoảng 500-700m. Hiếu Minh Auto có hỗ trợ trả góp và từ xa qua thẻ tín dụng hoặc là trả góp tại cửa hàng bằng thẻ căn cước hoặc là chứng minh thư. Bây giờ thì em Hải xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bác và anh em trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Auto. Xin chào và hẹn gặp lại.